Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có ngày mới vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy lượng. Thì bây giờ anh em mình đã có mặt tại thôn Cá Lủng. Hiện tại bây giờ là anh em mình đã có tại chỗ bãi đá để nghiền bột đá. Thì hôm nay anh em mình vào để cho bà con tiếp tục thu dọn đá ở trên đường về, với lại chuẩn bị là cho bà con nghiền bột đá tiếp. Mọi người thì một số bà con đang ở trên đường để bắt đầu là thu đá về rồi. Còn ở đây là một số anh em đang tập trung để quay máy. Bởi vì mấy hôm nay trời nó mưa nhưng mà máy nó hoạt động nó chưa hoạt động được, nên là bây giờ thì anh em đang tập trung quay máy. Thì một số bà con đang ở trên đường để thu đá rồi, thì bây giờ anh em mình sẽ lên trên kia để quay để xem mọi người thu đá nhé. Bây giờ anh em mình đi lên.
giữ giữ lại, giữ lại, giữ lại, giữ lại, giữ lại. Đá nó chấm với mọi người ạ. Cái tảng đá này đừng đừng cày nhá, cạn nó nhá. Cái tảng đá này đừng có cày xuống nhá. Đang ngồi đừng có cày xuống nhá. Cày xuống nhiều phết đấy nhỉ. Nhưng mà này phải lấy đá ở trên kia xuống nhỉ, mấy chỗ còn gồ nhiều nhiều ở đấy. Không, ở trên chỗ đường đi à, nhìn chưa? Lúc nào nó mô lấy phải lấy từ chờ phải lấy từ đấy xuống. Xa thì mình lấy cái xuống để mô chỗ đấy thôi mà. Lấy hết xuống để lấy chỗ là lối đi. Mỗi lần đi xe ghét thì nó khó đi lắm. Đấy, bà con đang tập trung lấy đá ở trên đồi xuống. Ở trên chỗ cái bãi trên này xuống này. Để mới có đá được, chứ bây giờ mà vận chuyển từ trên kia xuống thì đường đá bây giờ nó khó đi nên là không thể chở trên kia được, cho nên là hơi vất vả. Nên tại bây giờ thì phải lấy đá từ trên này xuống. Thì bây giờ thì bà con nghỉ giải lao thì anh em mình đi xuống máy múc để quay lại những xem là máy nó làm đến đâu rồi mọi người nhé. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi xuống dưới chỗ gần điểm trường ấy. Hiện tại giờ máy đang làm chỗ đấy, thì giờ anh em mình đi xuống. Thì anh em mình đã đến gần chỗ máy múc đang làm rồi. Thì hiện tại bây giờ đi trên chỗ em gì đây đang khoan để chuẩn bị nổ mìn mọi người ạ. Em mới khoan buổi ngày hôm nay thì mới khoan được có mấy mũi thôi, thì hôm nay không nổ được thì đợi để ngày mai thì khoan nốt, khoan xong bắt đầu là bắt đầu ấy nổ mìn mọi người ạ. Thì bây giờ thì là anh em mình xuống dưỡng mấy múc kia xem mọi người máy nó làm như nào mọi người nhá. Thì bây giờ anh em mình đi xuống đấy, mọi người cũng biết là đây
mấy hôm nay là máy nó vật lộn, nó lại cái đoạn đường này. Hiện tại bây giờ cũng làm đến cái điểm cua này rồi. Đấy, những cái chỗ nào mà nó khó quá này mà không đục được ấy, thì là chỗ em gì đang khoan để mai để ngồi nhìn mọi người ạ. Đấy, những chỗ nào khó quá thì mình khoan mình ngồi nhìn sau. Đấy, những chỗ nào mà làm được mà múc ra được thì là máy sẽ làm. Đấy, hiện tại bây giờ máy đã làm đến điểm cua này rồi. Còn những chỗ này nó khó quá thì là mai khoan chiều nay với lại sáng mai khoan nốt xong rồi là để buổi chiều ngày mai là quay nhồi vịt đổi nhồi vịt xong. Đấy mọi người. Đấy. Máy nó vật lộn suốt mấy hôm nay mới đến cái điểm cua, cái đoạn cua này. Vì đá nó rắn quá, máy không làm được. Vật lộn suốt mấy ngày hôm nay. Mọi người ạ, thì anh em mình cũng quay máy múc một chút thôi, thì anh em mình lại lên chỗ bãi đá và chỗ đang kè đường thì để anh em mình tiếp tục công việc ở trên đấy. Còn ở đây mình chỉ quay cho mọi người xem một chút thôi để xem máy nó làm công việc như thế nào với lại tiến triển công việc đến đâu rồi nhé mọi người ạ. Thì bây giờ anh em mình sẽ lên trên kia cùng với mọi người để làm nghiền bột đá với lại kè đường với mọi người nhé. Thì bây giờ anh em mình sẽ lên trên đấy. Thì hiện tại bây giờ mình đang ở chỗ bà con đang kè đá mọi người ạ. Đây, từ bà con đã kè từ trên kia xuống đến đây rồi. Đấy, còn đoạn này nữa. Kè nó để đẹp tí nhá. À, đây, không phải. Chỗ này đừng có làm này, kè bắt đầu được từ đây ra này. Đấy, kè nó vuông lên. Chứ kè thế này thì ấy đâu. Không hiểu không? Bới sâu nó xuống là kèo nó vuông vuông lên tí. Không được, cào nó ra, chứ làm cái này nó không ấy đâu, không ổn đâu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.